Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hai Đứa Đại Dương. Hôm nay là buổi chiều thứ năm, ngày 28/3/2019. Anh Nguyễn lại tiếp tục nhập một số mẫu loa trầm điện 30 để phục vụ anh em nghe nhạc cũng như là hát karaoke. Thì số lượng ngày hôm nay em về rất là nhiều. Đó là dòng loa súp điện 30 nhập khẩu nguyên thùng nguyên hộp từ Trung Quốc. Các sản phẩm có chú ý, bây giờ cái dòng BB là rất nhiều dòng ở Việt Nam mình làm, cho nên giá thành nó cũng có khác, có khác có rẻ hơn. Đương nhiên cái chất âm của nó cũng như cái thùng của nó không bằng hay được. Đây là em khẳng định như vậy. Thế đây là dòng em nhập khẩu nguyên khối từ Trung Quốc luôn, cái thùng xốp còn nguyên này. Bây giờ mới xuống xe đây, tập tiếp những cái quả trầm điện BB hàng mới tinh, nguyên thùng xốp này. Em phải bóc ra quan sát. Thì cái dòng này nó sẽ bổ sung cho tiếng bát của loa full chưa làm được. Tức là loa full nhà các bác mà nhiều loa lấy bộ nào nhưng mà thiếu những súp thì nghe nó không rung, động lực. Đây là bát các bác này, bát 30 thì gần cao su. Và cái gân này là khâu chỉ đổ hai lớp, gân khâu chỉ đổ hai lớp. Đây là dòng súp hầm. Súp hầm tức là cái bát này có thể quay bên trong loa hoặc quay xuống đất, gọi là súp hầm. Thì mô đen này là 817. Đây là những cái dòng súp hầm 817, rồi là 717. 717 là dòng súp mặt. Thì cái giá cho một cái chiếc loa này là có giá hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu. Mặc dù cấm biên dài nhưng em về hàng nó cứ giỏ giọt thôi, nó không được mạnh nhiệt lắm. Thì ngày nay những cặp loa CA sao chính hãng lại được về. Số lượng vé này là 10 đôi loa CA sao, có model là F212. Dòng CA sao là một dòng loa được nhập khẩu chính hãng do công ty CA sao phân phối. Loa CA sao thì rất phù hợp cho anh em hát karaoke. Một là cái bát nó sử dụng bát 30, gân lụa tẩm dầu và chiếc đàn titan, tiếng bát sâu, ấm mà mạnh, tiếng giác sáng, rất là đủ giải. Khi ghép phòng cũng như là hát karaoke gia đình, các bác chỉ cần một đôi này là quá ổn rồi. Đây bộ đen của nó là F212 bát 30. Thì clip em đã làm rất nhiều rồi. Đây dòng sản phẩm chính hãng do Đài Loan sản xuất và công ty CA sao phân phối về thị trường Việt Nam. Thế nên các bác an tâm. Và các dòng sản phẩm loa mới thì an tâm về chất lượng từ, chất lượng thùng và chất âm đã được công ty người ta kiểm tra một cách rất là chi tiết trước khi mà xuất xưởng. Đây là công ty CA sao, số lượng về là 10 đôi. Và những quả súp B3 cũng có mặt tại công ty để hành nguyện. Số lượng em thì các bác mua bao nhiêu cũng có, là về thì cũng không về nhiều lắm, bởi vì là cái kho nhà em nó không chứa được. Đây kho nhà em nó chật hết rồi bạn, nó chật hết rồi. Thế do vậy là số lượng về là có thể cung cấp cho các bác đủ, số lượng bao nhiêu cũng được. Thì đó là những cái mẫu loa. Và ngày nay tiếp tục những cái bàn đi ra quạt có model là CMS 1000 tiếp tục về để cho anh em sự kiện dòng loại 1 của Trung Quốc sản xuất, thương hiệu Đức. Thì bây giờ cái âm thanh Việt Nam mình chủ yếu là 100% của Trung Quốc các bạn, chứ không ai đâu. Chất lượng tươi tốt, giá thành thì ổn. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 40. Số lượng em này về là nhiều. Anh Nguyễn ra chào các bác.